năm nay tới là con hôm nay con cũng để lựa mua quá con cũng để hố lên mạng lên chụp gì theo tay đây cặp loa Grundig hết số, cặp này đẹp cực kỳ đẹp luôn, xuất sắc luôn. Có một không hai mới khi ít về đẹp lắm con. Cái này cặp này hiếm lắm. Hiếm lắm. Cặp này hiếm lắm. Lâu lắm không à, không mới nhìn thấy. Từ nào giờ chú bán đi mấy năm gì còn làm thấy không? Lần đầu tiên hả con? Dạ. Yeah. Thấy lạ quá. Căng căng phải bố. Chú hai năm nay chú cháu qua ai cho con đi là kia chỗ nọ. Đấy. Chỗ nào cũng có. Cặp này mấy năm rồi bây giờ mới thấy này. Hai loa bass lớn này. Hai loa trên này, hai loa nhỏ. Dưới này hai loa nhỏ. Nó tổng cộng là 6 loa. Thành vách là rất là còn đẹp. Vuông thành sắc cạnh. Thùng lặng gỗ. Căng còn nguyên. Con giật mấy tủ vậy nó nói rồi. Thằng mấy tủ còn đấy, chung là cực kỳ đẹp luôn. Đẹp quá còn nguyên si ha, giắc còn nguyên ha, giắc xịn ha. Này gọi là hết số luôn, Grundig. Này, cực đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Một thùng này nó cũng hai mấy ký đấy, nặng lắm. Đây chiếc mới chơi hai ký cho thùng hai ba ký. Đấy về được cặp mấy năm mới về được cặp này. Rất đẹp, cực kỳ nặng. Lâu lắm mới nhìn thấy cặp loa đẹp. Grundig box 4741 45 ohm 50W 70W. Trung cặp loa chất lượng cực đẹp. Cực này hiếm luôn.